Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa ngày thứ 6, ngày 13 tháng 10 2023 anh em. Chúc anh em có những ngày làm việc thật là vui ha. Ráng làm chừng 3 tiếng đồng hồ nữa chúng ta kết thúc tuần rồi. Chúng ta có những cái ngày cuối tuần thật là hạnh phúc nha. Thì trước mắt anh em là một con Saco 3,5 kW, Saco 3,5 kW nè. Thì con này là mình nhận từ một ông chú kia. Chú xài được 4 tháng. Chú mua bên mình luôn nha. Mình bảo hành 1 năm, xài được 4 tháng. Bây giờ thì nó còn bảo hành 8 tháng. Và chú đổi con 3,5 kg này, chú lấy con 5,5 kg ha, cũng là Saco luôn nhưng mà 5,5 kg. Thì con 5,5 kg đó mình đã gửi cho ông chú rồi. Con này mình thu về và hôm nay mình bán thanh lý lại cho anh em. Đó, đơn giản như thế. Thì Saco 3,5 kg với 5,5 kg á, nó có sự khác biệt một chút. Cái giống của hai cái này á là nó đều có thể chạy trực tiếp ở tấm pin mặt trời, không cần hệ lưu trữ cũng được. Nhưng mà cái khác á, là cái thằng này á, là chạy hệ 24, còn con 5,5 kg là chạy hệ 48, hệ 48. Rồi con này kích đầu ra 3,5 kg, còn con 5,5 kg thì kích đầu ra 5,5 kg. Con này gắn được là 5 kg pin, còn cái con kia gắn được 6 kg pin. Ha, con này gắn được 5 kg pin nha anh em. Rất là lớn luôn ha, 5 kg pin. Giải điện áp tấm pin từ 120 tới 500V. Đó. MPPT sạc là 100A. Có thể chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời, hoặc là trực tiếp từ ắc quy, hoặc là trực tiếp từ điện lưới, hoặc là kết hợp hai trong ba cái đó, hoặc là kết hợp cả ba cái đó cũng được luôn. Nó rất là công năng, nó rất là cao. Thì lý do mà ông chú ông đổi qua cái hệ thống 5,5 kg, lý do là tại vì chú không xài ắc quy nữa mà chú ráp một hệ pin lưu trữ nè, hệ pin lưu trữ 200A, hệ 48. Vậy thì chú ráp hệ 48 cho nên là chú lên cái con 5,5 kg để gắn vô hệ 48 đó mà xài. Chứ thực tế thì chú vẫn xài con này đủ chứ không phải không đủ. Nhưng mà chú muốn lên hệ 48 cho nên là chú đổi inverter. Đơn giản thế. Và bây giờ mình sẽ bán cho anh em con này với giá 6 triệu. Và mình bao ship và mình cũng bảo hành cho anh em 8 tháng còn lại. Đó. Thì hàng đang chạy chuẩn chỉ nha mọi người. Hiện tại thì trên nóc nhà chúng ta có 8 tấm 100W đó. 8 100W ha, 8 tấm mắc nối tiếp đi xuống cọng dây này, và đi vô con inverter ở ngõ này. Đỏ là âm ha, còn màu xanh này là dương, thì cọng dây nó hơi ấm ấm. Lý do là tại vì cọng dây này quá nhỏ so với 800W pin đó. Thì mình test có một chút mà cho nên ấm ấm kệ nó. Có gì đây mình lấy kéo một cái cụp cái xong. Đó, còn ắc quy thì mình trang bị dây 4 chấm thì nó ok rồi. Đó, thì hệ 24, nói chung là ở đây á em gắn ắc quy nhưng mà gỡ ắc quy ra inverter vẫn chạy bình thường. Đó, hoặc là người ta gỡ điện mặt trời ra vẫn chạy bình thường. Còn đầu ra ở đây em không có gắn điện lưới nha, tại vì làm biến cũng không gắn. Đầu ra thì cho vô cái ổ điện đó và kéo hai quạt này. Chạy nãy giờ cũng được tiếng mấy đồng hồ à. Ở nói chung là để chạy chơi thôi. Chứ còn con này thì người ta đang chạy ngon lành và gửi về em cho nên là nó không có vấn đề gì cả. Đó thì em nhắc lại ha. Em thì không có vụ bán là 5,999 triệu gì đâu mà em ghét cái số lắm. Đó, em bán cho mọi người 6 triệu, nói 6 triệu. Và phí ship là em bao luôn. Đó, em bảo hành cho mọi người 8 tháng. Anh em nào thấy được cái video này, đam mê thì hãy hốt nhanh nha. Hàng là từ đầu tới cuối còn hoạt động chuẩn chỉ hết tất cả. Không có cái gì gọi là hết nha mọi người. Nó không có một cái lỗi nhỏ luôn nha. Cài đặt thì ông chú ông cài sao thì em còn để vậy luôn. Anh em về thích thì cài lại, không thích thì để vậy xài luôn. À, ta coi các thông số này, cái nào vừa mắt mình thì để ha. Còn không vừa mắt thì mình cài lại. Màn hình thì vẫn còn trong giắc bình thường. Đó, màn hình lên bình thường. Máy chạy bình thường, quạt đồ nãy em ra test quạt rồi. Hồi nãy cái quạt bên đây nó quay giờ nó ngưng rồi. Rồi cái nãy cái quạt đây nó ngưng giờ nó quay, nói chung là nó nóng chỗ nào nó quay chỗ đó nè. Đây là quạt cảm ứng nhiệt nha, cho nên là khi nó nóng nó quay, còn nó không nóng thì nóng thì nó quay, không nóng thì nó ngưng lại, vậy nó kệ nó đi ha. Ở đây có lọc bụi sẵn luôn nha. Bên kia cũng có lọc bụi sẵn luôn. Đó, có cái nắp chụp, nói chung là phụ kiện đầy đủ full tấm pin ha. Cái nắp chụp rồi còn đầy đủ nè. Đó, anh em thấy không? Đó, hàng chuẩn chỉ đẹp. Đó. Thì con này là giá mới nó gần 9 triệu. Bao ship ha. Còn người ta đã xài 4 tháng rồi em bán cho mọi người là 6 triệu. Đó, 6 triệu bao ship. Bạn nào đam mê thì hãy liên hệ ha. Đây là con thanh lý. Còn bảo hành đúng 8 tháng nha anh em. Hàng chuẩn chỉ của hãng Saco Sunon Pro nha. Sunon Pro chứ không phải Sunon E nha. Sunon Pro nha mọi người. Nghĩa là cái con hàng cao cấp nhất của Saco đó. Sunon Pro. Có nhiều bạn ở trên thị trường thấy Sunon E rồi gọi hỏi cho mình, ủa Rồ E là như thế nào? Thì cái bản Rồ là cái bản xịn nhất, bản E là bản phía sau lưng nó ha, bản thấp thấp hơn.
Đó thì bạn nào đam mê thì hãy liên hệ ha. Em quay video này em cũng không có hướng dẫn mọi người cài đặt hay là không hướng dẫn mọi người gì nhiều hết trơn. Lý do là tại vì con này nó chuẩn chỉ như mới, và vấn đề cài đặt cũng như là vận hành là như mới thôi, chứ không có cái gì để người ta lăn tăn cả. Tất cả các chức năng đồ chạy ok hết. Đó, nhắc lại ha, con này là con kích đầu ra 3,5 kg. Đó, nó xài tấm pin mặt trời từ 120V tới 500V. MBUT sạc 100A. Và cái hệ ắc quy xài cho nó là hệ 24 ha. Đó, đang hoạt động chuẩn chỉ luôn. Em bán thanh lý là cho mọi người 6 triệu. Đam mê thì hãy liên hệ em nha. 0948 932 417. Thì em làm video này cũng ngắn thôi. Tại vì em có một con nè. Em làm rồi kỹ quá, mọi người nhiều người mua quá rồi em không biết bán ai. Đó, nói chung là làm sơ sài thôi. Anh em nào thấy được video này thì hãy liên hệ em. Người nào liên hệ trước em bán trước, liên hệ sau thì không còn, tại vì có một con duy nhất thôi. Saco 3,5 kW nha anh em, 6 triệu bao ship ha. Giá mới là gần 9 triệu, mà bữa nay là xài hết 4 tháng rồi, cho nên em bán 2/3 giá là 6 triệu bao ship. Thôi em xin chào mọi người nha, em hẹn gặp mọi người những video lần sau. Đam mê mua hàng thì hãy liên hệ ha, 0948 932 417 nha.